Có tin gần 200 nhân khẩu ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang đã phải sơ tán khẩn hôm 22 tháng 4 sau khi nhà cửa đổ sập xuống sông Vàm Nao vì tình trạng sạt lở kéo dài. VN Express đưa tin rằng dòng sông ăn sâu vào đất liền hơn 50 mét khiến 40 nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở ấp Mỹ Hội. Tình trạng sạt lở diễn ra trong suốt nhiều ngày qua và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Những người dân sơ tán được bố trí trú tạm tại trường học và chùa ở địa phương. Theo truyền hình An Giang, 19 căn nhà đã bị đổ xuống sông hôm 22 tháng 4 và chính quyền đã di rời khẩn cấp các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở. Truyền thông trong nước đưa tin không có thiệt hại về người trong sự cố trên. Dù chính quyền chưa công bố nguyên nhân, báo Công an TP.HCM dẫn lời một người dân nói rằng sạt lở một phần do việc khai thác cát làm thay đổi dòng chảy của sông Vàm Nao. Nhiều bình luận sau các bài báo được truyền thông trong nước loan tải cũng cho rằng tình trạng cát tặc gây ra sự việc trên và không chỉ xảy ra ở tỉnh An Giang.